Đại Bồ Tát ấy tự an trụ trơn như, cũng dạy người an trụ trơn như, tự an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, cũng dạy người an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển, thì không có việc đó. Đại Bồ Tát ấy, tự an trụ thánh đế khổ, cũng dạy người an trụ thánh đế khổ, tự an trụ thánh đế tập diệt đạo, cũng dạy người an trụ thánh đế tập diệt đạo. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có. Đại Bồ Tát ấy, tự tu bốn tịnh lự, cũng dạy người tu bốn tịnh lự, tự tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng dạy người tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có. Đại Bồ Tát ấy tự tu tám giải thoát, cũng dạy người tu tám giải thoát, tự tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, cũng dạy người tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có. Đại Bồ Tát ấy tự tu pháp môn giải thoát không, cũng dạy người tu pháp môn giải thoát không, tự tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng dạy người tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có. Đại Bồ Tát ấy tự tu năm loại mắt, cũng dạy người tu năm loại mắt, tự tu sáu phép thần thông, cũng dạy người tu sáu phép thần thông. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có. Đại Bồ Tát ấy tự tu 10 lực Phật, cũng dạy người tu 10 lực Phật, tự tu 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng dạy người tu 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có.